chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Giáo dục và Hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Vâng, thưa quý vị, những năm qua thì công tác xã hội hóa giáo dục đã được các địa phương, trường học trong tỉnh coi trọng. Riêng tại thành phố Biên Hòa từ lâu đã trở thành điểm nóng về vấn đề quá tải trường lớp. Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã ưu tiên đầu tư xây dựng thêm nhiều trường công lập nhưng vẫn không bắt kịp với tốc độ gia tăng của sĩ số học sinh. Do đó, việc khuyến khích xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển thêm hệ thống trường ngoài công lập là rất cần thiết, góp phần giảm tải áp lực về trường lớp. Các bạn nghe rõ không? Phường Trảng Dài là một trong những địa phương liên tục nhiều năm nằm trong tình trạng quá tải học sinh do dân số đông, tăng dân số cơ học từ các địa phương khác đến. Với mong muốn góp phần giảm tải cho hệ thống giáo dục mầm non công lập, năm 2015, trường mầm non Việt Anh Montessori được thành lập. Trường đóng chân trên địa bàn khu phố 5, một trong những địa bàn có dân cư đông của Trảng Dài, được xây dựng trên diện tích gần 2.000 m² với không gian sân vườn rộng lớn và đầy đủ trang giáo cụ hiện đại nhất. Hệ thống các phòng học, hồ bơi, phòng chức năng, khu vui chơi ngoài trời luôn được đổi mới, đáp ứng yếu tố an toàn và tiện lợi cho mọi hoạt động. Nhờ đó mà trong 8 năm qua, hàng trăm lượt trẻ em là con công nhân và trẻ em địa phương có được nơi học tập khang trang. Bậc học mầm non ấy thì cơ sở vật chất là một vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì trẻ ở đây là không chỉ riêng là học tập thôi mà quá trình các cô công tác là bao gồm là cả việc dạy học, rồi việc chăm sóc, việc nuôi dưỡng. Nên là cái cơ sở vật chất là nó phải đảm bảo trong nội dung hoạt động suốt cả một ngày của bé. Thì về đối với trẻ mầm non ấy thì là trẻ rất là sợ sự gò bó và tù túng, nên là cái cơ sở vật chất của trường mầm non ấy, mọi không gian, cụ thể là 3 không gian ấy, lớp học rồi hành lang và sân chơi đều phải là rất là rộng rãi, thì sẽ tạo cho trẻ được rất là nhiều niềm vui, mà qua đó thì sẽ tổ chức được thuận tiện trong việc tổ chức được rất là nhiều các hoạt động khác. Cái yếu tố mà liên quan đến cơ sở vật chất của nhà trường là một trong những yếu tố mà cực kỳ quan trọng. Với những cái giờ lên lớp, chúng ta được chuẩn bị giáo cụ, chuẩn bị học liệu để giúp cho các con có thể là diễn ra cái tiến trình học tập được thuận lợi hơn, và với người giáo viên cũng được thuận lợi hơn rất là nhiều. Trong cái mô hình lớp học thì đòi hỏi có những cái sự hiện tại, nhưng mà nó cũng đan xen những cái tính sáng tạo và giúp cho trẻ hình thành được cái văn thể và mỹ trong cái giờ học là cực kỳ quan trọng. Không riêng tại bậc mầm non, từ chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục của tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa đã có được hệ thống trường phổ thông tư thục ở đủ các cấp học. Nhìn chung, các cơ sở giáo dục tư thục đều được đầu tư bài bản về phòng ốc, các phòng chức năng, khu thể thao, vận động. Sau nhiều nỗ lực, đến nay, Đồng Nai đã hình thành một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. Đặc biệt, hệ thống các cơ sở giáo dục tư thục đã đáp ứng được nhiều phân khúc phù hợp với nhu cầu của phụ huynh khác nhau. Trong số trên 900 cơ sở giáo dục, tỷ lệ các cơ sở giáo dục ngoài công lập của tỉnh chiếm trên 20%. Riêng tại thành phố Biên Hòa, số lượng học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục tư thục chiếm gần 50%. Thời gian qua, thì nhà trường của chúng tôi rất chú trọng vào trong cái chất lượng đào tạo về chuyên môn. Và chúng tôi luôn luôn đặt học sinh là cái trung tâm trong cái mọi hoạt động của nhà trường. Và thứ nhất là về cái vấn đề mà xây dựng cái chương trình học tập, nhà trường luôn luôn xây dựng chương trình học tập phù hợp với cái nhu cầu phát triển của học sinh cũng như phát triển của xã hội. Chúng tôi phát triển về những cái phương pháp giảng dạy cũng như là phát triển về học dự án, và đặc biệt là nhất là cái chương trình phát triển về cái kỹ năng sống cũng như là lãnh đạo bản thân của học sinh. Chúng tôi thực hiện các chuyên đề và các chương trình về Leader in Me để cho các em có cái sự tự tin và các em tự biết chịu trách nhiệm trong cái mọi cái hoạt động của mình. Là thành phố có đông người dân nhập cư đến sinh sống, làm việc, nên hàng năm sĩ số học sinh của thành phố Biên Hòa tăng nhiều. Hiện trung bình mỗi năm thành phố tăng khoảng 7.000 học sinh. Trong khi hệ thống trường công lập phát triển không kịp với tốc độ gia tăng dân số, thì việc kêu gọi xã hội hóa là điều cần thiết. Thưa quý vị, việc thu hút tốt các nguồn lực đầu tư vào giáo dục theo hình thức xã hội hóa không chỉ giảm tải áp lực về trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất, chất lượng tại những ngôi trường tư thục cũng được chú trọng.
thường xuyên được học những kỹ năng cần thiết như bơi lội, làm quen, học tập tiếng Anh thường xuyên với giáo viên người bản địa, tham gia các chương trình kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, năng khiếu, những hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, hướng dẫn các bé lao động chăm sóc vườn rau, vườn hoa. Qua những chương trình hữu ích này đã giúp cho các học sinh nơi đây được phát triển tối ưu về thể chất và kỹ năng, hình thành cho bé tính tự lập, năng động, đặc biệt là biết chia sẻ, biết yêu thương và trách nhiệm. Đối với các bé mà độ tuổi mầm non á, thì mỗi trẻ sẽ là một cá thể riêng biệt khác nhau. Các bé sẽ có những tính cách và sở thích khác nhau. Vì vậy thì đòi hỏi một giáo viên ngoài công việc chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng thì giáo viên mầm non bắt buộc phải có nhiều kiến thức hơn và nhiều kinh nghiệm hơn để có thể vừa là đóng vai trò là một người mẹ, vừa đóng vai trò là một cô giáo để có thể mang đến cho con những điều tốt nhất. Trong quá trình nhà trường thực hiện cái việc chăm sóc và giáo dục trẻ ấy, thì nhà trường nhận thấy những cái phương pháp giáo dục sớm ấy là những cái phương pháp để mà tạo cho trẻ một cái nền tảng tốt nhất, nên là từ đó thì nhà trường đã áp dụng cái thành công phương pháp giáo dục sớm, đó là phương pháp Montessori. Thì đó là phương pháp Montessori thì luôn lấy trẻ làm trung tâm và trẻ được chủ động trong mọi các hoạt động vui chơi, khám phá, và từ đó thì kích thích cái tư duy của trẻ phát triển, đồng thời thì là tạo cho trẻ những tính cách là tự lập, rồi logic, rồi tập trung hơn trong cái vấn đề học tập và trong mọi vấn đề nề nếp thì trẻ ngoan ngoãn hơn. Theo ghi nhận, hiện nay hệ thống các cơ sở giáo dục tư thục được đầu tư bằng nguồn lực xã hội hóa 100%, ngày càng tỏ rõ sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Các trường không những quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất mà chương trình dạy và học cũng được tập trung phát triển phong phú, có chất lượng phù hợp với xu hướng phát triển của toàn cầu, đem lại nhiều lợi ích hơn cho học sinh. Em nhận thấy là trường có rất là nhiều những cái kiến thức không chỉ là trong sách vở, mà bên cạnh đó còn có những cái ngoại khóa hay là những cái tiết học kỹ năng dành cho mình, ví dụ như là tiết học về the leader, the limb, hoặc là tiết mind map để giúp cho mình có thêm những cái kiến thức củng cố. Qua đó thì em cảm thấy là em có thêm nhiều những cái kiến thức về đời sống để em có thể áp dụng vào cuộc sống sau này, cũng như là việc học tập và việc đi làm việc của em. Nhiều đơn vị chủ động hợp tác với các đối tác giáo dục, đưa các chương trình dạy học tiên tiến vào áp dụng, giúp học sinh trở nên tự tin, năng động, đặc biệt là khả năng tiếng Anh. Ngoài cái chương trình của Bộ Giáo dục thì giáo viên tiếng Anh của chúng tôi còn đảm nhiệm thêm cái vai trò là giảng dạy chương trình tiếng Anh chuẩn châu Âu. Thì trong cái thời đại công nghệ thông tin thì ngoài cái việc là chuẩn bị giáo án đầy đủ, đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Giáo dục đã đề ra, thì những giáo viên chúng tôi cũng được nhà trường tạo điều kiện để tham gia các cái lớp đào tạo nội bộ cũng như là của phòng giáo dục, sở giáo dục để nâng cao thêm cái trình độ kỹ năng giảng dạy của mình, nhằm làm cho các học sinh có thể tiếp thu được kiến thức tiếng Anh một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Với sự đầu tư bài bản cùng định hướng rõ ràng, chất lượng giáo dục của nhiều trường tư thục đã đạt được nhiều thành tích đáng mừng. Thưa quý vị, có thể khẳng định rằng chất lượng giáo dục quyết định sự phát triển bền vững của bất cứ ngôi trường nào. Trong đó, bên cạnh chương trình đào tạo, lộ trình học tập và đội ngũ giáo viên, thì cơ sở vật chất cũng đóng vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục tại trường. Vậy đối với những trường tư thục với cơ sở vật chất là một trong những ưu điểm nổi trội sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong từng bài giảng của giáo viên? Mời quý vị cùng theo dõi. Như đã đề cập, dù biết lực lượng giáo viên mới là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, tuy nhiên trong điều kiện xã hội ngày một phát triển, thiếu đi cơ sở vật chất hiện đại, sẽ khó mà tạo nên một nhà trường hiện đại. Tuy không phải là tất cả, song cơ sở vật chất sẽ tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện được phương pháp giảng dạy đa dạng và tiên tiến, bỏ qua những phương pháp lạc hậu và thói quen ngại thay đổi. Chúng tôi đã đầu tư rất là nhiều trong cái cơ sở vật chất, và năm nay trường của chúng tôi được khoác lên trên mình một cái diện mạo rất là mới.
về cái cơ sở phòng học của chúng tôi á, thì rất là đảm bảo trong cho các 90 lớp học, các phòng thư viện, các phòng chức năng cũng như là các phòng thí nghiệm, các vị trí tiện ích để sinh hoạt cho các học sinh. Chúng tôi đầu tư và chăm chút hàng ngày, và môi trường học tập chúng tôi luôn luôn đem đến cho các con là cái môi trường học tập mà an toàn và hiệu quả, và các con được phát triển theo cái khả năng, cái sở thích của mình. Học sinh của thế kỷ mới, dù ở độ tuổi nào, bậc học nào, đều không chỉ đến trường để tiếp thu lý thuyết đơn thuần. Do đó, thông qua các thiết bị học tập, các em sẽ có những hiểu biết về thế giới rộng lớn xung quanh, sự thay đổi và chuyển động không ngừng của xã hội để chuẩn bị hành trang cho bản thân, sẵn sàng hội nhập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời cấp 2, cấp 1 của em thì em không có được trải qua nhiều những cái chương trình và cái cách giảng dạy như ở đây, thì em có thể thấy là cái kỹ năng của em đã được trang bị thêm rất là nhiều và rất hữu ích. Em đã áp dụng được rất là nhiều trong cuộc sống, và em cảm thấy là mình hiện tại đang là một cái phiên bản rất là tốt hơn trước rất là nhiều. Được học tập trong một môi trường có cơ sở vật chất khang trang còn mang ý nghĩa khá lớn đối với các em học sinh. Các em sẽ có một môi trường học tập, rèn luyện, phát triển tốt, tạo hành lang vững chắc, tạo động lực phát triển năng lực cá nhân một cách mạnh mẽ. Thưa quý vị, dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song phải nhìn nhận một thực tế là việc huy động nguồn lực xã hội hóa tại thành phố Biên Hòa nói riêng, trên phạm vi toàn tỉnh nói chung đang gặp không ít khó khăn do liên quan đến quỹ đất, quy hoạch giáo dục phù hợp. Hiện tại, thành phố Biên Hòa có 112 trên 234 trường ngoài công lập, trong đó có 96 trường mầm non, 11 trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 3 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trường tiểu học, trung học cơ sở. Tương ứng với đó, số học sinh ngoài công lập ở bậc tiểu học và trung học cơ sở cũng rất ít, chiếm 7,3% đối với bậc tiểu học và hơn 12% đối với bậc trung học cơ sở. Theo các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, Đồng Nai vẫn là địa bàn tiềm năng vì nhu cầu trường lớp vẫn còn rất lớn và các doanh nghiệp đang tiếp tục tìm hiểu đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, khó khăn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là quy hoạch quỹ đất và thời gian phê duyệt các thủ tục đầu tư để doanh nghiệp có thể triển khai đầu tư. Nếu các chính sách ưu đãi và thủ tục được tạo điều kiện tối đa, sẽ kích thích đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp, giúp chia sẻ nguồn lực đầu tư với nhà nước, thậm chí các doanh nghiệp còn có thể đóng góp thêm cho ngân sách. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, tỉnh Đồng Nai đều dành nguồn lực rất lớn phân bổ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, chiếm đến trên 40% tổng chi thường xuyên của tỉnh. Dù được quan tâm dành nguồn lực rất lớn, nhưng ngành giáo dục đào tạo và các địa phương vẫn đang phải loay hoay với nhiều khó khăn về tiếp tục đầu tư đảm bảo đủ trường lớp, trang thiết bị dạy học và có đủ biên chế để vận hành hệ thống các cơ sở giáo dục. Do đó, ưu tiên và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục càng trở nên bức thiết. Hiện nay, thành phố Biên Hòa đã lên danh mục kêu gọi đầu tư xã hội hóa giáo dục đối với 11 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở với quy mô từ 1,1 ngàn đến hơn 2 ngàn học sinh một trường. Theo đó, thành phố Biên Hòa tiến hành rà soát quỹ đất công tại các địa phương phù hợp với quy hoạch giáo dục để giới thiệu xây dựng thêm trường lớp đáp ứng quy mô học sinh trên địa bàn, giới thiệu đất cho việc tái định cư các hộ dân giải tỏa trắng. Trong 12 dự án trường học trong danh mục Biên Hòa mời gọi đầu tư xã hội hóa giáo dục có 4 trường tiểu học ở phường Long Bình, 4 trường tiểu học ở phường Phước Tân, 2 trường tiểu học ở phường Tam Phước, 1 trường tiểu học ở phường Phước Hòa và 1 trường trung học cơ sở ở phường Long Bình Tân. Trước mắt, 12 dự án trường học nói trên sẽ nằm ở các phường có khả năng giải tỏa, tạo quỹ đất sạch như Long Bình, Phước Tân, Tam Phước, Tân Hòa, Long Bình Tân. Bên cạnh đó, thành phố sẽ cập nhật các chủ trương chính sách của Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh để điều chỉnh kịp thời theo quy định. Thành phố Biên Hòa cũng sẽ xây dựng bộ thủ tục hành chính đơn giản, giảm các thủ tục để khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cùng tham gia xây dựng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thành phố. Những thông tin đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giáo dục và Hướng nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.